Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm và một tum được thiết kế rất là đẹp theo mẫu mới phong cách trẻ trung. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ và có tới 5 phòng vệ sinh. Nhà này có sân phơi, sân thượng ở trên cùng quý vị nhé. Căn nhà này do chính chủ thiết kế và giám sát thi công. Anh chủ nhà là một bên kiến trúc sư trực tiếp giám sát thi công công trình, nên thiết kế cho mình một mẫu nhà với phong cách trẻ trung mới lạ ở khu vực của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí căn nhà mình gần với khu vực ngã tư Miếu Ông Cù, gần chợ Đông Đô, gần chợ Phú Phong, gần chợ Chí Hùng, gần với bệnh viện Vạn Phúc. Và từ nhà này mình di chuyển đi các khu vực như Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn, ngã tư Bình Chuẩn hoặc nhà thờ Bà Trà thì chỉ tầm khoảng là gần 2 km. Và con em đi học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chỉ trong bán kính là 2 km luôn quý vị nhé. Vị trí rất là thuận tiện di chuyển đi các trung tâm thành phố như là quận nhất hoặc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần. Từ đây di chuyển đi Bình Chiểu, Thủ Đức thì hết tầm khoảng là 10 cây và di chuyển đi trung tâm Sài Gòn thì hết 24 cây là quý vị đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc quận 1 rồi quý vị nhé. Và đây là khu vực của phòng bếp nấu ăn được chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Quý vị nhớ xem hết video và hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất của Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem tham khảo. Quý vị đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê hoặc đang có nhu cầu xây nhà sắp tới và có những lô đất tương tự như thế này thì có thể tham khảo kỹ video này. Nếu thấy đẹp, hợp lý thì có thể alo cho Nhà đất Hồng Sơn theo hai số điện thoại trên màn hình, số 0973 114 255 hoặc số 0975 613 119 quý vị nhé. Và quý vị đi xem căn nhà này thì hẹn Nhà đất Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú hoặc ở chợ Phú Phong hoặc chợ Đông Đô hoặc ngã tư Miếu Ông Cù. Hãy alo cho Nhà đất Hồng Sơn để mình đi xem trực tiếp và xem pháp lý sổ hồng trực tiếp với chủ nhà, thương lượng giá cả trực tiếp với chủ nhà để mình mua được một mức giá tốt nhất. Và căn nhà này thì quý vị có thể mua về để vừa ở, vừa mở văn phòng, công ty, kinh doanh, buôn bán được quý vị nha. Nhà có hướng Tây và có con đường phía trước rộng 7 m, vỉa hè mỗi bên là 3 m. Khu vực đây thì cơ sở hạ tầng rất là ok. Ở đây có đường điện âm, nước âm cũng như hệ thống cắp nét được bên chủ dự án đi âm hoàn toàn. Đây là cơ sở hạ tầng này. Quý vị nhìn thấy một khu dân cư đang phát triển rất là tốt, nhà cửa đang xây dựng rất là nhiều và xây đến đâu đã bán đến đấy và đã được người dân dọn về đây ở nha. Với mức giá là 3 tỷ 850 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà như thế này. Và khu vực này đang có 4-5 căn đang gửi bên Nhà đất Hồng Sơn chào bán với giá dao động từ 3 tỷ 6, 3 tỷ 6 50, 3 tỷ 7 5, 3 tỷ 8 5 và có căn tới 4 tỷ, hơn 4 tỷ quý vị nhé. Và đây là có những quán cà phê. Trước mặt quý vị là một ngã tư này. Đây có quán cà phê và kế bên đây thì có hai mặt tiền được mở quán ăn, quán nhậu và tiệm thuốc tây. Và đây là mặt tiền căn nhà quý vị nhé. Mặt tiền máy thái hình chữ A, ban công vuông, lan can thì được chủ nhà làm sắt đúc cắt CNC. Rất là đẹp nha. Đây là một mẫu nhà mới vừa được hoàn thiện và mẫu nhà này thì mới được xây dựng một hai mẫu như thế này ở trong khu vực dự án này. Mặt tiền chính ở đây thì được chủ nhà ốp gạch giả đá lên tới trên và chủ nhà có đi dây chờ camera sẵn ở đây quý vị nhé. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài mình sẽ có một lớp cửa cuốn đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực.
Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80-80 quý vị nhé. Xung quanh thì chủ nhà có chạy chỉ xung quanh nhà làm khu vực phòng khách cũng như phòng bếp rất là nổi bật. Và chủ nhà có tặng một số nội thất trong nhà cho quý vị khi mua về ở. Và vách hai bên thì được chủ nhà trang trí những khung tranh cộng với những tấm alu giả đá. Khu vực phòng khách được chủ nhà trang trí rất là đẹp quý vị nhé. Từ hệ thống trần chỉ thạch cao cho tới những tủ rượu và quạt trần cũng như là hệ thống đèn chùm, đèn led, đèn chiếu sáng ở khu vực trần ở trên. Vị trí rất là đẹp. Vách bên trái thì được chủ nhà làm một kệ tivi cũng như là những mảng alu giả đá, giả gỗ được chủ nhà thiết kế ở khu vực phòng khách này. Rất là đẹp và bắt mắt, làm cho một căn nhà mình rất là sang trọng. Và ngăn cách giữa phòng khách, phòng bếp, ở đây mình có một tủ rượu ở đây quý vị nhé. Một tủ rượu rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy này, sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính và chạy viền xung quanh. Trong đây mình có thêm một tủ rượu nữa quý vị nhé. Một căn nhà được chủ nhà thiết kế rất là đẹp do một anh kiến trúc sư trẻ, chính chủ nhà thiết kế và trực tiếp giám sát thi công. Chủ nhà cũng bên một công ty xây dựng luôn quý vị nhé. Và quý vị nào có nhu cầu xây nhà như thế này thì có thể liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để mình giới thiệu cho một hai đơn vị xây nhà. Di chuyển về khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì chủ nhà đã trang bị một bộ bàn ăn 6 ghế ở khu vực này rồi, rất là đẹp. Bên đây có những mảng kiến gương soi ở khu vực này nhé. Và chủ nhà có làm hai dàn tủ bếp. Kế bên đây thì chủ nhà làm khung để mình kê tủ lạnh 4 cánh này. Phía trên mình có thêm hai dàn tủ bếp, tha hồ mình để đồ. Và vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực sơn màu xanh rồi. Phía sau nhà mình là khu vực lối thoát hiểm này. Lối thoát hiểm rộng 1 mét và chủ nhà có hàn bao đầy đủ ở đây hết rồi quý vị nhé. Xung quanh đây cũng được chủ nhà ốp gạch luôn. Và chủ nhà có làm một cửa ở đây để thông thoáng này cho một căn bếp nhà mình. Chủ nhà thiết kế một căn nhà rất là đẹp nha. Anh chị đang có nhu cầu xây nhà sắp tới thì hãy theo dõi kỹ video này. Nếu thấy nhà này đẹp, hợp lý thì hãy alo cho nhà đất Hồng Sơn để mình giới thiệu cho một hai đơn vị xây nhà như thế này. Và quý vị có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để mình đi xem trực tiếp để có mức giá tốt nhất quý vị nhé. Với mức giá là 3 tỷ 850 triệu quý vị sở hữu một căn nhà 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh và tặng một số nội thất như thế này. Đây là phòng vệ sinh riêng ở trong phòng ngủ đầu tiên của căn nhà này nhé quý vị. Nhà này thì 4 phòng ngủ đều có là 4 phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Trong đây chủ nhà sơn màu chủ đạo là màu trắng. Là một căn nhà mình rất là sáng quý vị nhé. Nhà rất là đẹp. Bên đây là phòng ngủ master này. Ở đây thì mình có đầy đủ nội thất và có thêm một bồn tắm nằm rất là xịn sò ở khu vực này. Phòng vệ sinh cực rộng quý vị nhé. Và đây phòng ngủ này. Phòng ngủ master này thì sẽ có ban công phía trước và lan can thì được chủ nhà làm sắt đúc cắt CNC sơn màu đen rất là sang trọng nhé. Và từ đây thì mình có thể nhìn vào trong phòng vệ sinh riêng của trong phòng nhà mình. Tuy nhiên về quý vị có thể làm thêm rèm ở đây nhé để che chắn cho kín đáo hơn. Cầu thang thì được chủ nhà làm cầu thang sắt lan can được chủ nhà làm sắt đúc kỹ thuật rất là đẹp. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh của nhà đất Hồng Sơn để không bỏ lỡ video nào của nhà đất Hồng Sơn quý vị nhé. Mẫu nhà rất là đẹp. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Tất cả phòng ngủ có đầy đủ nội thất hết. Và quý vị đi xem căn nhà này thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn và hẹn gặp mình ở ngã tư Miếu Ông Cù hoặc chợ Phú Phong, chợ Đông Đô hoặc vòng xoay An Phú để đi xem trực tiếp căn nhà này nhé. Khu vực nhà đất Bình Dương, nhà đất Hồng Sơn có rất nhiều sản phẩm cho anh chị xem, tham khảo mua ở, mua đầu tư.
mua cho thuê, rất nhiều mức giá khác nhau. Và đây là phòng vệ sinh thứ 5, rất là xịn sò. Và đây khu vực phòng ngủ thứ 4. 4 phòng ngủ đều có 4 phòng vệ sinh trong phòng. Kế bên xa xa bên kia có một cổng công ty quý vị nhé. Và từ đây quý vị có thể nhìn thấy này, quán cà phê ở đây nhá, ngay ngã tư này, đường phía trước này. Ngoài ra còn sân thượng ở trên nhá, quý vị nhớ xem hết video để mình dẫn quý vị lên sân thượng xem hết video luôn. Một mẫu nhà rất là đẹp theo một phong cách trẻ trung. Cầu thang chủ nhà làm mà rất là dễ đi nhá, phối hợp giữa hai màu đen và trắng. Lên trên cùng đây là khu vực sân phơi này, phía sau là khu vực sân phơi kê máy giặt ở đây quý vị nhé. Và bên đây có một nhà thuốc này, nhà thuốc lớn ở khu vực này nhá, quý vị về có thể làm hàn bao như là nhà thuốc góc hai mặt tiền đó. Ở đây mình sẽ có một kho nho nhỏ khu vực này, sân thượng phía trước rộng rãi để quý vị có thể trồng cây. Phía trên này khu vực bồn nước này, mình kê năng lượng mặt trời nhá. Và quý vị về có thể làm hàng bao như căn nhà này. Đấy. Với mức giá 3 tỷ 850 triệu là quý vị sở hữu một căn nhà một trệt hai lầu như thế này rồi. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.